Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Thế Hùng Crypto. Ở cái video này thì mình xin được chúc mừng tất cả các bạn làm cái kèo AROP ở cái dự án Betu thì mình đã chia sẻ ở trên kênh. Ngày hôm nay thì cái dự án này nó đã phân phối cái token về ví cho chúng ta. Và người ít, người nhiều thì cái này kèo này kèo nhận ngẫu nhiên. Thì có thể có bạn nhận được, có bạn thì không nhận được và có người nhận nhiều, có người nhận ít nhé các bạn. Thì ở cái kèo này thì mình có nhận được có 18 cái đồng token Betu này thôi. Thì ở cái dự án này thì có tổng tất cả là có 9.060 địa chỉ ví nhận được cái token này. Thì không biết là ở cái kèo này thì các bạn nhận được bao nhiêu từ cái dự án này nhé. Thì các bạn có thể kiểm tra cái ở trên cái BBSC scan, hoặc là các bạn có thể copy cái địa chỉ hợp đồng này và các bạn dán vào cái phần ví của chúng ta để chúng ta nhập cái đồng token này vào ví. Đây, sau khi mà các bạn copy và các bạn dán cái địa chỉ hợp đồng thì nó sẽ có hiện ngay cái đồng token của chúng ta ở đây. Các bạn chỉ cần việc bật cái này lên thôi, sau đó thì các bạn mở nó lên. Như ở đây của mình đây đang nhận được 18 cái đồng Betu, xấp xỉ có 1,39 và nó đang bị giá của nó đang bị âm 21%. Đó. Và mình sẽ chờ nó tăng lên thì mình sẽ swap mà mình bán luôn cái đồng này. Những cái kèo mà nhận được ít tới cái đồng token như thế này nhé thì các bạn có thể bán được ngay. Nó không như giống như những các cái kèo AROP mà nhận được nhiều cái đồng token khác. Đó, những cái này thì nó đã list ở rất là nhiều cái sàn rồi và chúng ta chỉ cần nhận về là chúng ta bán được ngay bất kỳ lúc nào nhé các bạn. Thì tuy là ít nhưng mà cũng rất là vui vì đã nhận được 18 cái đồng token từ dự án Betu này. Thì đã không biết là có bao nhiêu bạn nhận được cái token này và nhận được bao nhiêu thì các bạn hãy comment ở bên dưới cho mình biết và cùng mọi người cùng biết nhé. Ok, thì cái video này thì mình chủ yếu chia sẻ cái thông tin về cái dự án Betu nó đã phân phối cái token cho chúng ta. Mình xin được dừng cái video tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.